Và đối với lại cái sự kiện liên quan tới CFTC và Binance thì tôi đã chia sẻ khá nhiều những chi tiết với các bạn ngày hôm qua rồi. Nhưng mà Raul Paul đó thì đã đưa ra một cái nhận định là đây là một cái cuộc chiến giành quyền quản lý giữa CFTC và SEC. Đặc biệt hơn đó là liên quan tới Ethereum. Tại vì cái đó là cái điều mà hai cái ban quản lý lớn này là hầu như là không đồng lòng hiện bây giờ SEC đó thì nghĩ Ethereum là chứng khoán nhưng mà CFTC lại không nghĩ như vậy Tôi không nghĩ là SEC có thể nói Bitcoin là chứng khoán được Cho nên SEC không thể làm gì được BTC hết Và đương nhiên BTC bây giờ đó là coi như là hàng hóa được sự quản lý bởi CFTC Nhưng mà Ethereum thì sao các bạn? Nếu như mà SEC thành công nói Ether là chứng khoán thì chẳng khác gì tất cả các đồng còn lại đã phần lớn đều chứng khoán hết nhưng mà SEC bây giờ đã vẫn chưa có lên tiếng kêu đích tên Ethereum à, chỉ thông qua một cái điều kiện của New York mà thôi và nói Ethereum là chứng khoán các bạn trong cái điều kiện liên quan tới sàn KuCoin đó mà chúng ta nói tới gần đây nhưng mà CFTC thì đã hai lần gọi tên Ether là một hàng hóa và nơi được quản lý bởi CFTC thứ nhất là trong cái vụ kiện liên quan tới FTX và thứ nhì là cái vụ kiện ngày hôm qua với lại Binance cái vụ kiện của FTX là một cái điều kiện mà hợp tác giữa CTC, rồi SEC rồi Bộ Tư pháp đây là một cái điều kiện sẽ kéo dài rất là dài các bạn như bạn thì nói là chúng ta đang nghe thông tin là con bị bắt gần đây thì tại sao mà Salmon Free vẫn nhẫn nhơ như vậy thật ra là tại vì Salmon Free đó sẽ không ra tòa cho đến tháng 10 các bạn tại sao mà cái ngày ra tòa lại dài như vậy đó thì thường không biết được chỉ biết là luật sư của Salmon Free đó biện luận nói là bây giờ có quá nhiều cái thông tin bất lợi đối với Simon Free và rất nhiều những cái lời cáo buộc à, cái bộ phận luật sư của Simon Free cần phải có thời gian để mà à, tìm hiểu hết tất cả những thông tin đó để có thể bảo vệ cho cái thân chủ của họ là Simon Free cho nên họ cần một thời gian dài để xem hết tất cả thông tin à, và cái ngày ra tòa là tháng 10 lần cho nên nếu như mà đợi tới ra tòa thì quá lâu và gần đây đó ừ. chúng ta cũng đã biết là SEC có ý định kiện Coinbase Tôi nói là có ý định mà thôi Tại vì SEC vẫn chưa chính thức kiện Coinbase Họ chỉ gửi cái tờ Wells Notice Nghĩa là cái tờ đó là một cái tờ mà có khả năng là chúng tôi sẽ kiện Vì lý do gì đó thường này cũng đã chia sẻ thông tin này rồi Nhưng mà SEC đó thì dựa theo Raoul có thể là muốn đi trước một bước Là họ sẽ đi kiện sang Binance và kiện trước khi mà SEC kiện Coinbase Và trong cái đơn kiện đó, lại để Ethereum vào đó là một cái hàng hóa và có nghĩa gì có nghĩa là CFTC muốn đi trước một bước nếu như mà cái điều kiện của cTC được xử trước cái điều kiện của SEC và Coinbase thì chẳng thế nào đó là một tiền lợi ether sẽ là một cái hàng hóa các bạn chẳng phải là một chứng khoán và bên dưới này đã có một số người nói là khả năng này này cũng có tại vì đây là một người mà ở trên twitter nói là một trong những cái luật sư hiện bây giờ ở hoa kỳ và nói là tại vì trong cái đơn kiện của CTC đó nói là sàn binance dùng những cái account của sàn để mà làm giá ở trên sàn và trade ngược lại với lại những cái user để mà kiếm lợi nhuận đó thì có khả năng là tòa án sẽ ưu tiên cái điều kiện này trước khi mà chúng ta có điều kiện liên quan tới SEC và Coinbase các bạn đã nhớ tới bây giờ SEC vẫn chưa có kiện Coinbase thì bây giờ CFTC đã đi trước một bước rồi thì có khả năng đây là một trong những cái bước đi của CFTC để giành quyền quản lý thị trường này chúng ta chỉ có thể biết bấy nhiêu đó mà thôi và cũng có một số người lo lắng liên quan tới vụ uh, CFTC này tại vì chúng ta đã biết là CFTC là một cái đơn vị nó không có giống như là SEC SEC đó thì đi kiện liên tục các bạn kiện dự án này dự án kia à, liên tục luôn trong thời gian là hai năm qua. Nhưng mà SEC đó thì im lặng hơn. Nhưng mà khi mà họ kiện đó thì à, thường là cái vụ kiện xảy ra và người ta phải đóng phạt rất là nhiều. À, chúng ta nên nhớ là cái lần cuối cùng đó mà có một vụ kiện lớn giữa SEC và một công ty trong trường crypto này đó đã là năm 2021 rồi. Đó là cái thời điểm mà SEC kiện Công ty Tether và Bitfinex. Cả hai công ty này đó là cùng một công ty mẹ là iFinex và họ nói là Tether và Bitfinex có nhiều cái mối quan hệ không rõ ràng và chi tiết hơn đó là công ty Tether trên cái trang web của họ thì nói là đồng Tether USDT lúc nào cũng được đảm bảo bởi một đô la nhưng mà không phải khi mà họ tìm kiếm những cái giấy tờ liên quan đến kiểm toán đó thì rất rõ ràng là phần lớn thời gian thì cái đồng Tether không được đảm bảo bởi một đô la mà chỉ có 27.6% của số lượng ngày từ năm 2016 đến năm 2018 đó là thực sự là Tether có số lượng một đô la tiền mặt để mà đảm bảo cho Tether mà thôi chứ còn phần còn lại đó là họ dùng để mà đầu tư và Tether cũng đã dùng tiền của mình để mà đi mua những cái công trái phiếu, họ cũng dùng tiền của mình để mà cho vay với lại một số những cái công ty thứ ba, trong đó có cả sàn Bitfinex nữa, Có nghĩa là CTC cáo buộc là Tether đã quảng cáo ở trên mạng là được đảm bảo đúng một đô la nhưng mà trên căn bản đó, một phần lớn tiền Tether đã dùng để làm chuyện khác rồi, trong đó có 29 lần đã đưa cho một công ty thứ ba để mà vay mượn và trên Bitfinex cũng là một trong những người mà đã từng vay mượn số lượng lớn sau khi mà sang Bitfinex gặp vấn đề liên quan đến ngân hàng thì uh, Tether đã cho Bitfinex vay cho nên vì lý do đó đó người ta đi mua Tether mà người ta tin tưởng là có một đô la thật sự thì uh, đó là một điều mà cTC không có chấp nhận và sau đó đó thì uh, Tether cũng đã chấp nhận là đóng phạt các bạn, đóng phạt là 41 triệu và sàn Bitfinex sẽ đóng phạt 1.5 triệu thì uh, các bạn đã biết sau đó như nào, sau đó thì Tether vẫn tiếp tục mà thôi nhưng mà À, đồng tether ở trên mạng lưới chính thức của họ đó, các bạn lên trên trang web thì họ cũng đã để rõ ràng là đồng tether được đảm bảo bởi một số lượng đồng đô la cùng với một số tài sản. Nhưng mà theo nhiều năm qua đó thì chúng ta thấy được là công ty tether cũng đã từ từ không có đầu tư mạo hiểm nữa mà họ lấy tiền của họ chủ yếu là lưu trữ những cái công trái phiếu ngắn hạn mà thôi. Nhưng mà đây là cái lần cuối cùng mà chúng ta nghe CTC kiện một công ty lớn trong thị trường này. Cho nên nhiều người nghĩ là FTC đó không phải kiện gì một triệu, 2 triệu đâu mà khi mà họ kiện là con số rất là lớn thì có khả năng đó là Binance sẽ đóng phạt. Nhưng mà sang Binance.com cũng đâu có hoạt động ở Hoa Kỳ bây giờ đâu thì sau khi đóng phạt xong đó, thì cũng tiếp tục mà thôi, theo thuận là như vậy khi nào mà có thêm thông tin liên quan điều kiện này chúng sẽ chia sẻ với các bạn và nói tới tài liệu on chain đó thì uh, tôi biết là nhiều bạn quan tâm đến tài liệu ở trên classno là còn bao nhiêu btc đang có lời hiện tại thì các bạn được là sau khi mà cái giá cả có sự tăng từ ngày mà 9 tháng 3 tới bây giờ đó chúng ta được là sau đó cái số lượng btc có lời đó thì uh, cũng cơ đó mà thôi là khoảng 73 phần các bạn cho dù gần đây chúng ta thấy được là giá lên tới 28.800 đô rồi sau đó ở mức là khoảng 26.500 đô ngày hôm qua, bây giờ mức là 27.385 nhưng mà cái số lượng phần trăm những người mà có lời đó thì cũng không thay đổi nhiều, cũng cỡ là 73 tới 74%. Và chúng ta ngày hôm nay lại một lần nữa nghe thông tin đến từ một chuyên nghị sĩ Đức là ở thị trường này đó chính là Lizard Warren một lần nữa đó nghị sĩ này đã đưa ra một dự luật các bạn đây là lần thứ hai rồi lần đầu tiên đó là dự luật này được đưa ra vào tháng 12 hai của năm ngoái đây là lần thứ hai nghị sĩ Elizabeth Warren muốn đưa ra dự luật này tại lần đầu tiên đó sau khi đưa ra thì cũng không đến đâu hết lần này đó thì một lần nữa đẩy cái dự luật có tên là Digital Assets Anti Money Laundering có nghĩa là đây là cái dự luật chống rửa tiền sử dụng tiền kỹ thuật số thì nghe đó giống như là một cái dự luật mà để mà bảo vệ người dân Hoa Kỳ để mà chống rửa tiền nhưng mà thật ra không phải đâu. Đây là một cái dự luật dùng à, để mà đẩy hết những công ty trong crypto này ra khỏi Hoa Kỳ. Tại trong cái dự luật này đó đối với một người mà không hiểu crypto đó thì nghe cũng hợp lý. À, nghe là một cái dự luật mà cũng tốt cho Hoa Kỳ nhưng mà không phải đâu các bạn. Dự luật này đó nói là có những cái biện pháp để mà chống lại cái việc rửa tiền ở Hoa Kỳ sử dụng tiền kỹ thuật số và có rất nhiều à, cái vụ à, rửa tiền hay là phạm pháp sử dụng tiền kỹ thuật số Nhưng mà nào mà theo dõi kênh một thời gian thì các bạn à, cũng đã biết rồi những cái thông tin đó là hoàn toàn không có đúng và trên thế giới này hiện bây giờ không có bất cứ một cái thống kê nào nói được là tiền kỹ thuật số chủ yếu dùng trong những việc phạm pháp hết và thật ra đó các bạn thấy được những người mà phạm pháp họ không muốn sử dụng bitcoin hoài từ đâu những cái blockchain công cộng đó thì có thể bị theo dõi cho nên à, đó không phải là sự lựa chọn của những người phạm pháp đâu các bạn cho nên ai mà nói với các bạn là tiền kỹ được số như là Bitcoin, Ether dùng trong những việc phạm pháp đó Thật ra họ chỉ nghe người khác nói lại mà thôi chứ còn thì bây giờ không có bất cứ một thống kê nào chứng minh được điều đó hết Và sự thật đó thì hoàn toàn ngược lại những thống kê chính thức được công nhận bởi chính phủ Hoa Kỳ đó thì chỉ cho thấy được là hàng năm cái số lượng tiền kỹ được số đó dính với lại cái việc rửa tiền chỉ khoảng 10 tỷ mà thôi. 10 tỷ các bạn có thể nghe là nhiều nhưng mà thật ra không nhiều đâu các bạn. Các bạn có biết là hàng năm cái số lượng tiền dính dáng tới rửa tiền đó ở trong uh, hệ thống tài chính truyền thống là 800 tỷ cho đến 2.000 tỷ đô la mỗi một năm chính dáng để rửa tiền cho nên trên căn bản đó lựa chọn hàng đầu của những người phạm pháp vẫn là tiền giấy các bạn tại vì tiền giấy không ai có thể theo dõi được các bạn có 100 đô trong túi thì hỏi các bạn là 100 đô từ đầu đến trước khi mà các bạn có 100 đô đó là 100 đô đó là của ai Đô chú đó của ai nữa Nếu như 100 đô đó dùng cho việc phạm pháp Thì làm sao còn biết được các bạn Cho nên tiền giấy là một trong những cái cách tốt nhất nhưng mà đối với những người mà không có hiểu nhiều về crypto đó thì họ lại nghĩ là có rất nhiều tiền trong crypto này dùng làm cho việc phạm pháp nhưng mà trở lại cái dự luật này đó thì dự luật này là muốn chống lại sử dụng tiền kỹ thuật số làm việc phạm pháp nhưng mà sự thật đó, thì khi các bạn đọc những cái chi tiết các bạn thấy được là cái dự luật này đòi hỏi những người như là công ty cung cấp ví giống như là các bạn thì là cái ví MetaMask, ví Wallet hay là công ty đào BTC, công ty cung cấp dịch vụ staking các ứng dụng DeFi tất cả đều phải thu thập KYC có nghĩa là phải thu thập danh tính của người uh, mà sử dụng dịch vụ của họ và phải đăng ký để có cái uh, bằng dịch vụ di chuyển tiền thì mới có hoạt động được thì các bạn được ở đây là một điều mà hoàn toàn không thể xảy ra các bạn là một người mà giả sử dụng tham gia vào Ether để mà stake đi thì các bạn uh, có một cái uh, máy vai đây rồi các bạn làm sao được là những cái giao dịch đó là đến từ đâu các bạn thấy địa chỉ ví mà thôi làm sao mà thu thập được uh, những cái Uh, thông tin liên quan tới là ví đó thuộc gì ai và gửi tới đâu các bạn Các bạn được là ví Metamask thì làm sao biết được các bạn dùng uh, tiền gửi tới đâu Không cách nào mà họ làm được chuyện này và làm sao lại bắt họ phải có những cái bằng là di chuyển tiền Thì uh, Elizabeth Warren á, đã đưa ra một lập luận là tại vì những cái công ty này là di chuyển một thứ gì đó có giá trị Cho nên vì lý do đó cần phải đăng ký và có bằng và phải thu thập hết tất cả tài liệu của người dùng thì các bạn được là điều này hoàn toàn là một điều không thể xảy ra ngay cả đào BTC cũng vậy các bạn tham gia vào đào bitcoin thì các bạn xử lý những giao dịch mà thôi các bạn sẽ không biết được là bitcoin đó là đến từ đâu và đi đến đâu cho nên đây là một cái đòi hỏi hoàn toàn không có hợp lý và đương nhiên ngoài mặt đó thì nó là muốn bảo vệ người dân hoa kỳ bảo vệ quốc gia hoa kỳ nhưng mà thực chất là muốn đẩy những cái vụ này ra khỏi hoa kỳ làm cho họ không thể nào mà đi theo quy định này được và nếu như mà nói tới à, bất cứ ai cung cấp bất cứ một cái dịch vụ gì dùng để làm việc phạm pháp đó thì phải đăng ký thì nếu như vậy đó các bạn có nghĩ đi các bạn đến một cửa hàng bán điện thoại thì cửa hàng đó có phải đăng ký để mà có bằng với lại bộ tài chính hay là không tại vì người ta có thể mua điện thoại đó rồi dùng để mà làm chuyện phạm pháp hay là các bạn thấy được là bất cứ ai mà di chuyển bất cứ cái gì có giá trị thì phải đăng ký hết thì các bạn có nghĩ đi mấy cái sòng bạc À, họ có những con chip đó Thì à, những con chip đó họ có thể là làm Và hoàn toàn có giá trị Các bạn có thể sử dụng để mà à, mua Thức ăn các bạn có thể sử dụng để mà cơ bạc ở trong sòng bài của họ thì họ có phải đăng ký hay là không hay là chúng ta nói tới là các bạn bất cứ sử dụng dịch vụ gì bây giờ nó mà có điểm thì cái điểm đó cũng có giá trị Các bạn thì lấy điểm đó để mà di chuyển hay là đổi ra thành tiền được thì những cái đó có phải đăng ký hay không cho nên lập luận của elizabeth warren đó trên căn bản là cũng hợp lý đây chỉ là một dự luật mà thôi các bạn và cũng giống như là cái đợt trước đó đó khi dự luật này đến quốc hội thì đã không đi đến đâu hy vọng kỳ này cũng như vậy rồi chúng ta cũng có một số cập nhật liên quan đến cái uh, buổi điều trần uh, của thượng viện của hoa kỳ liên quan đến sự sụp đổ của những ngân hàng thì thường tóm tắt lại chuyện đã xảy ra các bạn à, chúng ta thấy được là đầu tiên hết đó, phó chủ tịch giám sát tại cục dự trữ liên bang đó chính là michael boy các bạn michael boy chính là cái người trên màn hình như các bạn đang nhìn thấy đó thì michael boy đã đại diện cho fed để đến dự biểu đưa trận này chứ không phải là chủ tịch fed john powell là michael boy và người thứ nhì à, đó chính là người đứng đầu của FDIC hiện bây giờ đó chính là martin Rundberg thì hai người này đã đến à, để dự buổi đôi chân này điều tốt đó như thường đã chia sẻ trên mạng xã hội là chúng ta thấy là họ không hoàn toàn đổ lỗi cho crypto đương nhiên rồi sự sụp đổ của những ngân hàng này đâu liên quan trực tiếp đến crypto rồi các bạn chỉ tại vì họ lưu trữ quá nhiều công trái phiếu mà lãi suất lại tăng cao dẫn đến là họ gặp vấn đề khi người ta đến để mà rút tiền mà họ không bán được những công trái phiếu đó về cái mức giá mà họ cần thiết và như là Michael Bo đã nói là lý do chính dẫn đến sự sụp đổ đó là ban quản lý của ngân hàng ACB quá yếu kém nhưng mà chủ tịch của FDIC đó Martin Runbolt thì cũng đã đề cập đến vai trò của các công ty crypto, không phải là liên quan trực tiếp đến crypto nhưng mà liên quan đến cái việc là có rất nhiều những công ty crypto sử dụng những ngân hàng như là Silvergate hay là Signature và những ngân hàng này đã lại quá tập trung vào một cái lĩnh vực nào đó, giống như là họ nói đó là Silvergate Bank và SCB đó đã tập trung các hoạt động của mình vào một lĩnh vực duy nhất đó là các công ty đầu tư mạo hiểm cho lĩnh vực công nghệ. Để hiểu hơn đó, thì uh, FDIC nói là FTX chiếm chưa đến 10% tổng số tiền gửi của hàng Silvergate. Nhưng mà khi mà FTX sụp đổ thì rất nhiều những công ty đã gặp vấn đề và tại vì họ chú tâm vào thị trường crypto cho nên uh, phần lớn những khách hàng là công ty crypto cũng gặp vấn đề khi mà FTX sụp đổ dẫn đến những ngân hàng đó cần phải rút tiền và họ đã đến ngay rút tiền và tổng cộng nó đã mất đi 68% số tiền gửi sau khi mà FTX phá sản đây gây ra một chuỗi sự kiện khiến ngân hàng bị sụp đổ đó là điều được nói đến bởi FDIC liên quan tới Silvergate còn về Signature đó thì họ nói là Signature Bank đa dạng hơn ngân hàng Silvergate hoặc là SVB Điều đó một phần là do ngân hàng quyết định giảm tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số sau khi mà FTX phá sản, nhưng mà vẫn gặp sự cố rút tiền hàng loạt từ khách hàng vào ngày 9 tháng 3 cho đến ngày hôm sau đó nghĩa là ngày 10 tháng 3 thì 20% số tiền gửi đã được rút trong vòng chỉ vài giờ mà thôi. Trong vì SCB đó giám sát viên của Fed nói là họ đã bắt đầu cảnh báo ban quản lý SVP về rủi ro lãi suất cao vào tháng 11 của năm 2021. SCB đã không giải quyết kịp thời dẫn đến sụp đổ. Và về SVP, đó thì các khách hàng hoảng loạn rút 42 tỷ đô la khỏi ngân hàng vào ngày 9 tháng 3. Ngày kế tiếp đó ngân hàng cho chúng tôi như là cho test biết rất nhiều khách hàng lại tiếp tục đến yêu cầu rút thêm 100 tỷ đô la. Tổng cộng nên là 142 tỷ đô la chiếm 81% của cái số lượng tổng là 175 tỷ đô la tiền gửi SVB tính đến cuối năm ngoái có nghĩa là nếu như Fed, FDIC về bộ tài chính không hành động nhanh chóng trong cuối tuần đó đó để mà tiếp quản scB thì ngân hàng này đã phá sản trong vòng hai ngày rồi những điều này đó thì các bạn thấy được khi đọc cũng có lý nhưng mà thật ra đó, cái vấn đề mà thuận muốn biết ở đây là tại sao mà Fed đã cảnh báo những ngân hàng về tăng lãi suất sẽ ra sao nhưng mà tại sao lại không có bất cứ một hành động gì khi mà những ngân hàng này không có xử lý những rủi ro đó nhưng mà vẫn tiếp tục để cho cho john Powell tiếp tục tài sức như vậy đó là điều thường không có hiểu đây nhưng mà ít nhiều gì để chúng ta được là họ không có đổ lỗi cho tiền crypto mà họ nói là cái lỗi không phải là liên quan đến crypto bất cứ một ngân hàng nào mà chú tâm riêng vào một lĩnh vực đó thì đều có nguy hiểm rất là cao tại vì một sự kiện ảnh hưởng đến lĩnh vực đó sẽ dẫn đến là hàng loạt những khách hàng cùng nhau rút tiền và ngân hàng thì đâu có sẵn tiền như vậy các bạn các bạn thấy được là ở ngân hàng SVB đó họ chỉ có 175 tỷ mà trong vòng thời gian chỉ có hai ngày thôi đã có 142 tỷ rút ra rồi thì họ làm gì có số tiền đó cho nên trên căn bản họ không thể nào có thể cho tôi rút tiền được và đó là cái thông tin liên quan tới buổi điều trần ngày hôm nay nói chung đó thì ngày mai chúng ta sẽ có cái buổi điều trần ở hạ viện cũng là hai người này nhưng mà sẽ đến hạ viện để xem coi ngày mai cái tình hình sẽ ra sao các bạn và sẽ chia sẻ thêm thông tin ngoại trừ thông tin này ra đó thì tuần này chúng ta cũng có chỉ số PC sẽ công bố vào thứ sáu các bạn đây là chỉ số phần trăm lạm phát mà Fed rất là quan tâm thì chúng ta sẽ thấy cái chỉ số này và chúng ta đã biết là CPI rất là tốt. Trong tháng này thì hy vọng là PC cũng như vậy sẽ cho chúng ta một cái con số rất là tốt. Chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ đội của Team và đội Team cũng đã xác nhận là chúng ta sẽ có cái cập nhật sang 2 vào ngày 12 tháng 4. Có nghĩa là chúng ta chỉ còn khoảng chừng là 14 ngày nữa thôi cỡ đó là chúng ta sẽ có cái cập nhật sang 2 này. Nhưng mà các bạn thường 14 ngày là 2 tuần thì tới nào mà gần ngày đó thì chúng ta mới chắc chắn được Tại vì đội Ether cũng thường hay trì hoãn Đợt này là một đợt mà ít trì hoãn lắm các bạn Hy vọng là đội này sẽ đi theo cái lộ trình và sẽ có cái cập nhật sang 2 vào ngày 12 tháng 4 Cái mà sang 2 này thì chúng ta có rất nhiều những cái đề xuất sẽ được kích hoạt các bạn Chúng ta có đề xuất như là EIP 3651 rồi 3855 vân vân như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà đối với một nhà đầu tư thông thường đó thì điều quan tâm đó chính là sau khi mà có cái việc sang hai này thì team sẽ cho phép chúng ta bắt đầu là rút cái số lượng Ether staking theo đợt. Tại vì các bạn đã biết là staking đã có khoảng chừng là 2 năm rồi nhưng mà các bạn tham gia vào stake cho mà lưới Ether thì không rút ra được cho đến khi nào mà có cái việc sang hai. Cái sang 2 đã sắp có rồi các bạn. Và đương nhiên khi mà nghe nói tới là staking có thể là rút ra được thì nhiều người rất lo lắng tại vì có thể nhiều người sẽ rút ra để mà bán dẫn đến giá của Ether đâm đó đương nhiên là một khả năng rồi các bạn nhưng mà thuận đã chia sẻ trong những cái video chi tiết hơn về suy nghĩ của thuận như bạn nào mà muốn biết thêm có thể là đi lên trên youtube để mà tìm kiếm ether 2.0 staking thì các bạn có thể tìm thấy những cái video liên quan đến suy nghĩ của thuận trên căn bản đó thì đối với lại tìm thì hiểu thì staking họ sẽ cho rút theo từng đợt các bạn chứ không phải là tất cả đều có thể tới rút hết tổng cộng bây giờ đó có rất nhiều ether stake một thời gian dài rồi và hàng ngày đều có thêm ether staking để các bạn có thể hiểu được đó các bạn hiểu là cái đường mà màu xanh này cứ liên tục tăng lên theo thời gian và tới bây giờ chúng ta có 17 triệu 455 648 ether đang tham gia vào staking mà không có rút ra nhưng mà các bạn thật là hàng ngày vẫn có thêm ether tham gia vào stake thì có phải là cái số lượng staking này nhiều hay là ít so với tổng số lượng Ether thì thực ra con số cũng đáng kể đó các bạn nếu như chúng ta à, nhìn vào cái phần trăm thì cái số này đã đại diện cho khoảng chừng gần 14% của tổng số lượng Ether hiện tại và có phải là cái số lượng này đã đến từ một người hay là đến từ nhiều người thì các bạn có thấy được là chúng ta nhìn vào một cái thống kê gọi là unique depositors thì các bạn được là cái số lượng người ngày càng tăng lên có nghĩa là cái số lượng người mà tham gia vào staking đó ngày tăng lên chứ không phải là chúng ta có một số người staking họ cứ thêm ether why mà càng càng có nhiều người tham gia vào staking trên mạng lưới của Ethereum thì các bạn đã thấy rồi càng đến gần cái uh, ngày mà có cập nhật uh, phối sang hai để rút được chúng ta lại thấy được là càng ngày lại càng có nhiều người tham gia vào staking uh, tôi nghĩ là cả hai điều sẽ xảy ra một phần là người ta có thể chờ đợi rút được ether để mà bán thì đương nhiên phần đó cũng có các bạn nhưng mà chúng ta cũng nên nghĩ đến là có thể là có rất nhiều người sẽ tham gia vào staking khi mà đã thành công cập nhật Shanghai rồi Tại vì khi stake đó Họ không còn lo lắng nữa Họ stake họ có thể là withdraw bất cứ lúc nào Bây giờ họ stake họ không biết khi nào mà rút ra được Đương nhiên là chúng ta đã gần đến cái ngày cập nhật rồi Nhưng mà cũng có thể bị trì hoãn Cho nên cũng có khả năng là lại có sự kiện ngược lại xảy ra Sẽ có nhiều người tới để staking hơn nữa So với số lượng tiền mà rút ra các bạn Cái phần trăm này có thể là tăng cao lên Tại vì các bạn có thể nhìn thấy được là Cái phần trăm mà stake Ether đó không phải nhiều lắm đâu các bạn so với những cái đồng lớn đó thì Ether chỉ có khoảng chừng 14% là đang stake hiện tại mà thôi so với lại Cardano, so với lại Solana, so với lại những đồng khác đó thì phần trăm này không phải là nhiều và chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan tới FTX ngày hôm nay là chúng ta lại có thêm một cái cáo buộc mới nhất từ Bộ Tư pháp ở Hoa Kỳ là cáo buộc này đó liên quan đến việc là cuối năm 2021 đó thì có một account có khoảng 1 tỷ đô la của công ty Alameda đã bị đóng băng ở Trung Quốc Tôi không biết rõ là tại sao lại bị đóng băng nhưng mà vì lý do bị đóng băng ở Trung Quốc đó thì Samand Free đã trả hơn 40 triệu đô la để hối lộ ít nhất là một quan chức Trung Quốc để lấy lại cái số lượng tài sản bị đóng băng này đây là cái cáo buộc mới nhất đến từ bộ tư pháp nói chung thì mỗi vài tuần chúng ta thấy được là bộ tư pháp lại có thêm một cáo buộc mới liên quan tới Samand Free hầu như là họ không muốn Samand Free có thể trốn thoát được các bạn hầu như là sao Free khi mà ra tòa đó là đã có cả đóng tội danh rồi thì nếu như tòa này là không thành lập thì tòa kia cũng sẽ thành lập mà thôi từ đây cho đến tháng 10 còn một thời gian rất dài không biết là còn bao nhiêu cáo buộc mới đến từ bộ tư pháp nữa và đây là thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái thông tin cũng rất là thú vị các bạn có biết là ở Singapore đó thì à, sau cái cuộc khảo sát đến từ công ty IRCI họ đã khảo sát tổng cộng là 1.500 người sống ở Singapore à, vào ngày 28 tháng 3 đó họ công bố cái khảo sát này các bạn có biết là họ cho thấy được gì hay không đó chính là 76 phần trăm của phụ nữ ở Singapore đó đã trả lời khảo sát là họ tham gia vào crypto thì họ một đó là hồi vốn hay là họ kiếm được tiền so với lại cái số lượng đàn ông mà trả lời chỉ có 72 phần trăm mà thôi có nghĩa là nhiều phụ nữ nói là họ kiếm được tiền trong crypto hơn đàn ông các bạn. Con số này cũng khá là cao rồi các bạn, các bạn nghĩ đi, 76% của phụ nữ nói là họ Huê vốn hay là có lợi và 72% của đàn ông nói như vậy là phần trăm này cũng rất là cao. Đối với lại phụ nữ đó thì 37% phụ nữ được hỏi ở Singapore nói là họ à, đang đầu tư crypto, à, trong khi mà năm trước đó chỉ có 7% mà thôi. Con số này vẫn à, thua cái số lượng đàn ông mà à, được hỏi ở Singapore là tới 48% của đàn ông nói là đang đầu tư crypto à, nhưng mà chúng ta có thể thấy được là con số này cũng rất là cao 37 phần trăm phụ nữ có nghĩa là một trong ba phụ nữ ở Singapore đã đầu tư crypto rồi và đối với lại đàn ông nó là gần như là phân nửa các bạn một trong hai người đã nói là đang đầu tư crypto rồi à, và đối với lại phụ nữ đó thì họ nói là họ rất là bullish về crypto và 24 phần trăm của cái số lượng người mà trả lời khảo sát nói là họ có tài sản khoảng chừng là 20 phần trăm nằm trong crypto những con số này như thường truyền chia sẻ đó nó cũng rất là cao so với lại những gì mà à, nghĩ các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới cái video này và đây là tất cả những thông tin mà thu muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nếu nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital thì hãy bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mình tham gia vào những sàn bybit CoinEx, okx Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch vụ mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn